Thưa quý vị, theo khảo sát vừa được thực hiện, thị trường lao động Việt Nam hiện có nhiều vị trí công việc được trả mức lương rất cao, hầu hết là quản lý ở những ngành hot như là ngân hàng, bảo hiểm, công nghệ và trong đó có người nhận lương tới gần 1 tỷ đồng trên một tháng. Theo đó, trong báo cáo khảo sát lương 2023 của Navigos, trong năm qua dù các doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu gặp khó khăn về đơn hàng, phải cắt giảm lao động, tuy nhiên vẫn có hơn 67% nhân sự thuộc nhóm này được khảo sát trả lời rằng có thu nhập tăng lên. Trong nhóm nhân sự trung và cao cấp, những vị trí có mức lương là 1.000 đô la Mỹ một tháng có rất nhiều. Mức lương 10.000 đô la Mỹ một tháng, tức là gần 240 triệu đồng một tháng cũng không hiếm, đặc biệt là trong các ngành đang hot như ngân hàng, bất động sản, xây dựng, hàng tiêu dùng nhanh. Đáng chú ý mức lương cao nhất ghi nhận được là vị trí tổng giám đốc, giám đốc điều hành ngành bảo hiểm với con số lên đến 40.000 đô la Mỹ một tháng, tức là khoảng 950 triệu đồng. Ngành bất động sản năm qua Tuy có hơi chậm lắng, nhưng vẫn ghi nhận mức lương cao nhất cho vị trí tổng giám đốc ở thành phố Hồ Chí Minh là 20.000 đô la Mỹ một tháng. Mức lương vị trí này của các doanh nghiệp bất động sản ở Hà Nội thấp nhất là 10.000 đô la Mỹ.